Yes, xin chào tất cả các bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Xin chào tất cả các tỷ phú la. Xin chào tất cả các anh chị em bạn bè của Thủy, cộng đồng phát triển bản thân, cộng đồng Facebook. Xin chào tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng, câu lạc bộ ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Chào mừng chúng ta quay trở lại livestream của Thủy ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đến tư duy cuối cùng trong quyển sách Bí mật tư duy triệu phú, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta đi qua tư duy cuối cùng anh chị ha. Ồ, nhanh quá đúng không ạ? Tư duy triệu phú số 17. Người giàu luôn học hỏi và phát triển. Người nghèo luôn nghĩ họ biết tất cả. Siêu tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau là sao? Chờ đợi một ít phút để tất cả các anh chị em kịp vào xem live stream với chúng ta nha. Nên nhớ rằng những kiến thức Thủy chia sẻ trong live stream là những kiến thức thật, được ứng dụng thật và ra kết quả thật. Không chỉ được kiểm chứng rất nhiều cô chú trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng, câu lạc bộ ứng dụng sức mạnh tiềm thức đã ứng dụng thật, ra kết quả thật, được đo lường bằng con số trong tài khoản mang tên mình nha anh chị ha. Xin chào tất cả các anh chị em, tuyệt vời quá. Trong lúc chờ đợi tất cả các anh chị em cùng vào xem live stream, anh chị hãy tăng gia đình thân yêu, bạn bè thân yêu, những người anh chị mong muốn họ thành công, giàu có, gia đình hạnh phúc, thịnh vượng thì chúng ta hãy tăng họ vào nha. Và hoặc chúng ta cùng nhau làm sao? Chia sẻ live stream của Thủy lên tường Facebook, lên các nhóm học tập để tất cả mọi người đều biết được rằng Thủy đã live stream rồi anh chị ha. Tuyệt vời. Hôm nay là tư duy cuối cùng rồi đúng không anh chị? Hôm nay là tư duy cuối cùng rồi, nhanh quá. Anh chị nhớ là anh chị phải ghi lại nhá. Và phải ứng dụng nha anh chị ha. Phải ứng dụng, phải chiêm nghiệm và phải tạo ra kết quả. Trí tuệ mà phải tạo ra tiền bạc thì đó chính là trí tuệ sống. Trí tuệ mà không tạo ra tiền bạc là trí tuệ chết, là con lừa của sách vở mà thôi. Đúng không ạ? Siêu tuyệt vời, xin chào tất cả các anh chị em. Xin chào My nha. Xin chào Chủ tịch My Nguyễn, siêu tài giỏi luôn, siêu nghị lực. Chia sẻ live stream của Thủy, tăng tên các bạn vào nha em. Tăng tên các bạn vào và chia sẻ live stream. Anh chị cứ đi gieo nhiều nhân tốt đi, gặt bầu trời quả ngọt thì đến một đỉnh nào điểm nào đó, các nhân đó lại quay trở lại với chúng ta thôi anh chị. Gieo nhiều nhân tốt, gặt bầu trời quả ngọt nha anh chị ha. Ngày hôm nay chúng ta đã đi qua tư duy số 17 rồi, đúng không? Tuyệt vời. Tư duy triệu phú số 17. Đó chính là người giàu họ nghĩ là họ biết tất cả mọi thứ, nhưng mà người nghèo họ nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ, còn người giàu thì làm sao? Luôn học hỏi và phát triển nha anh chị nha. Và tư duy triệu phú số 17 đó chính là tư duy luôn luôn phải phát triển giá trị nội tại của mình lên, phát triển bản thân của mình lên, luôn luôn phát triển tư duy gốc rễ của mình lên hàng ngày nha anh chị nha. Thay vì một câu nói mà khiến bao người không được hạnh phúc, đúng không ạ? Thì chúng ta làm sao biết bao người có được những cái ước mơ, cơ hội, tiềm năng. Có rất là nhiều người có rất là những cái cơ hội, nhưng mà họ một phút trước nào đó họ bị vụt mất đi và họ không thực hiện được. Nó đã khiến cho bao nhiêu là gia đình bị tan vỡ, nó khiến cho cuộc sống của mọi người không có được hạnh phúc, bị tan vỡ, đúng không ạ? Và nó cũng phải chịu nhiều cái hoàn cảnh, chỉ phải chịu đựng cái hoàn cảnh sống trong gọi là sự thiếu thốn nha anh chị, sự thiếu thốn á, sự thiếu thốn đó, bởi vì nhờ cái câu nói này anh chị, cái câu nói này là nó không giúp cho mình tạo ra được cái dòng tiền, không những không giúp cho mình tạo ra dòng tiền mà nó còn càng ngày càng làm cho mình nghèo đi, anh chị nhớ nhá và hãy tránh xa câu nói này nhá, đó chính là tư duy tôi biết rồi, đó chính là tư duy tôi biết rồi anh chị. Bởi vì nhá, chính những cái câu nói này tại cái thời khắc này, anh chị biết là tôi biết rồi đó, là khiến cho chúng ta trở nên ngu dốt đi, ngừng sự phát triển của chúng ta lên anh chị. Đó chính là cái tôi nó luôn luôn kiểm soát trí tuệ của mình. Đó chính là anh chị đã bị cái con voi rừng ấy, nó luôn làm phiền mình và nó chế ngự trong con người của mình. Khi mà chúng ta có tư duy tôi biết rồi, đúng không ạ? Khi mà có tư duy biết rồi thì làm sao? Não đóng lại, không đón nhận những cơ hội mới, không đón nhận những tư duy mới, không đón nhận những trường năng lượng mới, không đón nhận những mối quan hệ mới, và những hành động cũ thì chỉ tạo ra được cái kết quả cũ thôi anh chị. Đó,
Bởi vì là khi mà có tư duy tôi biết rồi thì sao? Cái não nó bị đóng lại rồi. Cái não nó bị đóng lại rồi anh chị ạ. Đó. Cho nên là nếu như mà anh chị thử nhìn giúp Thủy xem nhé. Nếu như mà tư duy của anh chị không tăng, bởi vì như này, tư duy phải tăng thì kết quả mới tăng. Tư duy phải tăng thì tiền mới tăng. À đó. Thế vậy nếu như mà bạn có tư duy là tôi biết rồi, tôi biết rồi có cần học nữa không ạ? Không cần học. Đúng không ạ? Tôi biết rồi thì có cần những kiến thức mới nữa không? Không cần luôn. Có cần thông tin mới đâu, cũng chả cần luôn. Và khi mà não bị đóng lại, tư duy của anh chị không tăng, thì liệu cái nguồn tiền của anh chị có tăng được không ạ? Trí tuệ không tăng, lúc nào cũng chỉ đứng nguyên một chỗ thôi. Và cuộc đời của mình ấy, anh chị biết không? Trong vòng 5 năm nay ấy, cái tiền của anh chị không tăng lên ấy, mà nó vẫn ở trong cái vị trí đó ấy, là chứng tỏ anh chị đang nghèo đi đó. Chứ không phải là ôi dồi anh nghĩ cái khoản tiền của mình là bây giờ càng ngày càng không tăng lên mà là như thế là ổn định đâu, không có đâu. Mà trong vòng 5 đến 10 năm nay cái số tiền của anh chị ấy mà không tăng lên ấy là chứng tỏ là anh chị đang nghèo đi đó. À, đó. Cho nên là nếu như mà trí tuệ không tăng, tư duy không tăng là anh chị đang dậm chân tại chỗ đó. Và cuộc đời của chúng ta chỉ có đi xuống thôi anh chị ạ. Chỉ có đi xuống thôi anh chị nha. Đó chính là câu, chỉ nhờ cái câu tư duy này mà làm cho chúng ta càng ngày càng nghèo đi. Thì ngay bây giờ và ngay lúc này chúng ta hãy thay đổi suy nghĩ lại đi anh chị. Thay đổi lại đi. À đúng không ạ? Đó chính là làm sao? À vì cái tư duy tôi biết rồi. Bỏ ngay đi chị nha. Bỏ ngay đi anh chị. Tôi biết rồi nha. À, xin chào tất cả các anh chị em. Đó. Và anh chị có để ý thấy là những cái câu nói này nhá, là khi mà mình có cái tư duy này nhá, là mình không, những cái người ấy mà có cái tư duy này là không thấy ai giàu luôn anh chị, không giàu luôn. Đa số là những cái người đó họ không, chưa được khỏe mạnh, chưa được hạnh phúc. Rất là nhiều người ăn những cái món ăn này, ăn những cái món ăn kia. Đấy, đúng không ạ? À, ví dụ như bảo ăn cái thực phẩm đấy tốt lắm, họ bảo họ biết rồi. À, tôi biết rồi. À, đó, tôi biết rồi, tôi biết về những cái dinh dưỡng rồi. Nhưng mà thử nhìn thân hình của họ xem ạ. À, 3 múi thành 1 múi luôn đúng không ạ? 3 múi, 6 múi thành 1 múi luôn. Đó, rồi nhìn cơ thể của họ không được khỏe mạnh. Nhìn dáng người của họ, cơ mặt của họ, cơ thể của họ cũng không như là lời nói của họ luôn. Đó, kiến thức này tôi học rồi, biết rồi. À đúng không ạ, nhưng mà chúng ta thử nhìn trong cái tài khoản của họ xem. Những cái người nhá mà có cái tư duy tôi biết rồi nhá, Thủy khẳng định với anh chị nhá, tài khoản của họ không dư giả đâu. Mà thậm chí là họ đang túng quẫn nữa ấy. Họ đang túng quẫn luôn anh chị ạ. Ừ, bởi vì mình thử nhìn vào những cái người đó mà xem, nhìn vào trong tài khoản của họ xem, rồi xem họ chạy xe gì, họ ở nhà như thế nào, cuộc sống trải nghiệm của họ ra sao. Đó, thì số dư trong tài khoản của họ mà không lớn ấy, nhìn vào tài khoản nhá, mà số dư không lớn nhá, thì chứng tỏ là cái tôi của họ rất là lớn luôn. À, những mối quan hệ của họ cũng không được tuyệt vời đâu anh chị. Vì chính cái câu nói, cái tư duy tôi biết rồi sẽ mang đến cho bạn không thành công. Không thành công, không bao giờ thành công được. Thủy khẳng định với cái tư duy là tôi biết rồi đó. À, thì không bao giờ thành công được. Nếu như mà anh chị nào chúng ta đang có cái tư duy này thì chúng ta hãy bỏ đi ạ. Bỏ đi anh chị. Thay vì là tư duy tôi biết rồi thì hãy làm sao? Làm cách nào để tôi đạt được điều đó? Làm cách nào để tôi có thể trở nên giống như bạn? Làm thích nào? Dạy cho tôi đi. Dạy cho tôi với. Làm thích cách nào để tôi có thể đạt được 1 triệu đô la trong năm 2023 này? Đó, bỏ đi cái tư duy tôi biết rồi đi anh chị. Và hãy thay lại là làm cách nào để tôi có thể đạt được điều đó. Khi anh chị ra câu hỏi với vũ trụ là làm cách nào để đạt được điều đó, thì cả vũ trụ này sẽ đến hợp lực giúp anh chị, sẽ thu hút tất cả các nguồn lực đến để làm sao để giúp cho anh chị đạt được cái điều đó. Đó nó là một cái điều vô cùng là vi diệu anh chị ha. Đó, cho nên là chúng ta làm sao, hãy đi hỏi đi, làm cách nào để tôi đạt được điều đó đi. Và hãy liên tục nâng cao tư duy trí tuệ của mình lên. À, liên tục tăng lên. Mặc dù nhá, cái người chia sẻ cho chúng ta, họ chỉ chia sẻ một kiến thức. À, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà họ chỉ có chia sẻ cho chúng ta một kiến thức, nhưng có thể cái tư duy đó giúp cho chúng ta rất là thành công. Nhưng nếu chúng ta đón nhận, còn nếu chúng ta không đón nhận, chúng ta đóng não của chúng ta vào với cái tư duy tôi biết rồi ấy, thì không bao giờ chúng ta thành công được. À, được chưa? Nhưng nhiều khi nhá, chỉ là một cái kiến thức đó, chỉ là một xíu thôi. Một xíu thôi. Đó. Nhưng vấn đề là cái kiến thức đó, cái kiến thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cục diện, thay đổi cuộc đời của chúng ta, thay đổi cục diện của chúng ta. À, nếu như mà chúng ta làm đón đến nhóm đọc sách của Thủy, anh chị đón nhận như một tờ giấy trắng, như một cốc nước trống ấy, thì làm sao?
thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả cao hơn là những anh chị mà có tư duy tôi biết rồi. Và khi mà chúng ta có được cái kiến thức này ấy, thì làm sao? À, nó cũng giống như là chúng khi mà chúng ta hiện tại nhá, kiến thức của chúng ta đang chưa có, nhưng mà một số người ấy, thì họ chỉ biết đến những cái cuốn sách hay thôi, chỉ biết hộp một chút xíu thôi. Có thể nhá, ví dụ như là tùy hỏi là anh chị đã biết về luật hấp dẫn chưa? Có thể là họ chỉ biết một chút xíu thôi, nhưng mà họ chưa ứng dụng. Nhưng mà họ kiểu ta ra vẻ ta đây đấy, à, tôi biết rồi, ôi cái quyển sách này, cái luật hấp dẫn này gì, biết rồi, biết thừa rồi. À, nhưng mà đối với nhóm đọc sách của Thủy cũng như là đối với Thủy cũng vậy. Vậy tôi biết rồi là như thế nào? Tôi biết rồi, vậy bạn đã giàu chưa? Bạn đã ứng dụng luật hấp dẫn để ra được cái kết quả chưa? Bạn đã ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút chính xác cái khoản tiền mà bạn mong muốn chưa? À, cái mối quan hệ mà bạn mong muốn chưa? Cái sức khỏe mà bạn mong muốn chưa? Đó, à, còn cái gì bạn biết rồi, tuyệt vời, không sao cả, đúng không ạ? Không sao cả. Thế nhưng mà bạn đã biết chưa? Và Thủy có nhớ một câu nói của Tổng thống John Kennedy có nói rằng, đúng không ạ? Tổng thống John Kennedy năm 1963 thì ông có nói rằng lãnh đạo và học hỏi không ngừng phát triển với nhau. Và John Maxwell thì cũng có nói trở ngại lớn nhất của một người không phải người đó thông minh hay là ngu ngốc. Đúng không ạ? Người thông minh thì học từ mọi thứ, mọi nơi, mọi lúc. Người bình thường thì học từ trải nghiệm của họ. Còn người tầm thường nha anh chị, tầm thường đó chính là cái gì cũng biết, thứ gì cũng biết. Đó chính là tư duy tôi biết rồi. Cái gì cũng biết, chỉ có điều là tôi chưa giàu thôi. Còn cái gì cũng biết, đó anh chị, chỉ nhưng mà tôi chưa giàu nha anh chị. Còn những người giàu ấy, thì những người giàu, những tỷ phú la thế giới thì họ đều hiểu một cái điều là họ muốn kết quả của họ tăng, họ muốn duy trì và tăng hàng ngày cái tiền của họ tăng, thì tư duy kiến thức của họ phải tăng mỗi ngày, họ phải nạp những cái thông tin kiến thức mỗi ngày nha anh chị ha. Và khi chúng ta đến đây, chúng ta đón nhận như là một tờ giấy trắng, như là một cốc nước trống, thì những anh chị đó lại ứng dụng nhanh hơn là những anh chị đã có tư duy tôi biết rồi. Và cái câu nói tôi biết rồi là xuất phát từ những người mà có được một xíu cái học thức đó anh chị. Đó, có biết một tí thôi nhưng mà không ứng dụng nghiêm túc. Đó, nhưng mà có nhiều người thì sao, họ khiêm nhường hơn, họ học nhiều hơn. Đó, đúng không ạ? Và làm sao? Họ ứng dụng nhanh hơn, họ đón nhận như tờ giấy trắng và họ ứng dụng ngay. Nói như nào là họ ứng dụng như thế, nói như nào là họ ứng dụng như thế. Anh chị có thấy nhá, những người như ở Việt Nam thì Thủy không biết, nhưng mà ở bên nước ngoài ấy, thì ngày xưa Thủy chưa có giấy tờ, Thủy vẫn chạy xe anh chị ạ. Thủy vẫn lái xe nhá. Thì khi mà mình lái xe là nó theo một cái bản năng ấy, theo một cái bản năng là khi mà mình quay tay lái là mình quay 180 độ luôn anh chị. Đó, thế nhưng mà đến khi mà mình đi thi để lấy bằng thì mình lại phải học bài bản ngay từ đầu. Cho nên thế là đến khi mà Thủy biết rồi, biết lái xe rồi, nó họ chưa dễ bằng cái người mà mới học lái xe anh chị. Anh chị cứ xem, bởi vì là khi mà anh chị đã lái xe quen rồi, anh chị vào một cái thói quen rồi, mà khi đi thi để lấy bằng ấy là họ yêu cầu sự an toàn, lái cẩn thận, lái đúng luật và an toàn. Thế đây là mình lái bao nhiêu năm rồi, mình lái theo cái bản năng của mình rồi. Nên là Thủy bị sửa nhiều hơn là những anh chị mà chúng ta đón nhận là chúng ta mới đến học. Đón nhận như là tờ giấy trắng đó anh chị. Cho nên anh chị nào nhá, mà có một cái tư duy là tôi biết rồi, thì chính cái tôi của anh chị càng cao thì trí tuệ của anh chị sẽ càng thấp. Cái tôi của anh chị càng cao thì trí tuệ của anh chị càng thấp. Cho nên là anh chị phải thay đổi lại. Tôi giỏi, tôi tuyệt vời, tôi là number one, tôi là perfect. Tôi là perfect rồi đấy. Đấy, nhưng mà quan trọng là anh chị phải có kết quả nha. Giỏi hay là thì chỉ cần xem con số và kết quả thôi. Còn anh chị giỏi như nào thì không cần biết. Anh chị chỉ cần cho sâu cho Thủy xem kết quả thôi. Con số thì luôn luôn nói thật, đúng không ạ? Cho nên là có thể là một ai đó, khi mà một ai đó chia sẻ cho bạn một cái bài học, một kiến thức nào đó, có thể là anh chị biết rồi, có thể là chúng ta đã từng học qua rồi đấy, đã biết rồi, đã đọc được cái câu nói đó ở đâu đó rồi chẳng hạn, đã nghe thấy rồi, đúng không ạ? Nhưng chúng ta nên khiêm nhường và đón nhận anh chị nha. Chúng ta nên khiêm nhường và đón nhận. Chúng ta hãy đón nhận đi anh chị ạ.
Có thể là chúng ta đã biết trước rồi đó, có thể chúng ta đã nghe rồi, nhưng chúng ta cứ đón nhận đi. Bởi vì là mỗi một cái tư duy, thực ra anh chị biết rồi, nhưng mà nó lại ứng dụng trên mỗi cục một cơ thể, một hành động của mỗi người khác nhau, thì nó đều tạo ra kết quả khác nhau. Và mỗi người sẽ có được một cái cách ứng dụng riêng để tạo ra được một cái kết quả nhanh hơn, ngắn hơn và dễ dàng hơn. Cho nên là khi mà chúng ta có một cái tư duy, có kiến thức gì, thì chúng ta cứ đón nhận đi anh chị ạ. Đón nhận trước đã nha anh chị. Chúng ta hãy khiêm nhường và đón nhận. Ví dụ một cái công thức, một cái kinh nghiệm mà Thủy đưa xuống cho 100 người, đúng không ạ? 100 người thì cái khi mà anh chị nấu ăn chẳng hạn, Thủy đưa cái công thức xuống đó cho 100 người nấu ăn. Nhưng thực ra như cái kết quả của họ đều khác nhau à? Không ai nấu ăn giống ai hết anh chị. Đó, vậy điều gì đang nói ở đây ạ? Cũng là một cái tô thịt kho. À, đúng không ạ? Cũng là một tô thịt kho. Tại sao người từng này nấu rất là ngon, người kia lại nấu lại đang ngon? Tại sao mà những người miền Bắc lại không thể ăn được đồ của miền Nam? Tại sao đồ của miền Nam lại không thể ăn đồ được của miền Bắc? Đúng không? Bởi vì là đồ của miền Bắc thì làm sao? Thêm đường. À, miền Nam thì thêm đường, miền Bắc thì thêm mắm, đúng không ạ? Đó, thì mỗi một vùng, một miền khác nhau thì tư duy nó đưa xuống cũng như vậy. Mỗi người ứng dụng suy nghĩ, hành động khác nhau thì đều có cái kết quả khác nhau thôi anh chị ha. Nếu như mà một cái kiến thức mà 100 người học được và lắng nghe trải nghiệm thì bạn sẽ nghe được 100 cách khác nhau. Đó, một cái kiến thức đưa xuống cho 100 người, 100 người để cùng ứng dụng ra kết quả. À, cùng ứng dụng như ra kết quả anh chị nha. Nhưng họ không ứng dụng giống nhau đâu, họ không hành động giống nhau đâu. Và anh chị sẽ được hiểu 100 cái cách. Thay vì một cách anh chị ứng dụng thì anh chị có được 100 cách để anh chị tham khảo, để anh chị ứng dụng. Tuyệt vời không ạ? Siêu tuyệt vời luôn ấy. Đó, lúc đó thì bạn sẽ có được quyền lựa chọn những cái cách nào mà phù hợp nhất với mình. Thì đó là lý do mà mỗi một chương trình của chúng ta đều đã được các anh chị ứng dụng. Những cái bài mà Thủy chia sẻ là đã được ứng dụng thật, ra kết quả thật, được đo lường bằng con số trong tài khoản và tài sản mang tên mình rồi. À, có những cái kiến thức cũng chia sẻ như nhau và có một cái kiến thức cũng ứng dụng như nhau nhưng lại tạo ra được cái kết quả khác nhau. Dù cái kiến thức đó là nghe đi nghe lại nha anh chị nha. Nghe đi nghe lại, học đi học lại. Đó, mà vẫn ra được cái kết quả khác nhau. À, cho nên chúng ta cứ đón nhận đi anh chị ha, cứ đón nhận tất cả đi á. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn những cái phương thức phù hợp với mình để chúng mình hành động, để chúng ta tạo ra kết quả từ chính cơ thể của mình. Đấy chưa? À, không biết thì lại càng phải học. À, nó không có hại gì cho chúng ta đâu anh chị, nó không có hại đâu. Nhờ cái cách mà những cái người đi trước họ ứng dụng, đúng không ạ? Họ ứng dụng nhá. À, đó, thì đôi khi lại là thứ của mình cần thì sao? Đôi khi lại là thứ của mình cần thì sao anh chị? Đúng không ạ? Cho nên là mình cứ đón nhận. À, có thể là chưa hiệu quả với người này, nhưng đến mình thì là mình hợp, mình cùng trường năng lượng, mình lại thích cái điều đó thì sao? Đấy, đúng không? Nó lại là cái thứ mà anh chị đang cần thì sao? À, thay vì là anh chị đóng não ngay thì anh chị hãy mở ra đi, mở cái nhà cánh cửa của anh chị ra để trường năng lượng của vũ trụ đổ được vào trong nhà anh chị. Thì lúc đấy anh chị sẽ lựa chọn những cái cách thức để anh chị có thể hành động phù hợp nhất và tạo ra được một cái kết quả nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. Chúng ta hiểu điều này chưa ạ? Đó. Nếu như mà một kiến thức chúng ta ứng dụng chỉ một lần thôi, một người thôi, à, thì chúng ta không học được nhiều. Nhưng mà cũng một cái kiến thức đó đã ứng dụng trên 100 người thì chúng ta sẽ có được 100 cách làm khác nhau. 100 cách làm khác nhau luôn anh chị. Đó, chúng ta học từ người phải thành công rồi, cực kỳ giỏi rồi. Thì chúng ta nhớ nhé, học là phải học từ người thành công rồi, con số thật, kết quả thật. Con số thì luôn luôn nói thật, phải học từ người đã có con số thật, kết quả thật rồi thì mới giúp cho anh chị tạo ra được cái kết quả thật nha anh chị ha. Và hãy anh chị hãy nhớ rằng luôn luôn anh chị phải học hỏi, phải lắng nghe. Ở nước ngoài ấy thì có một cái câu như thế này anh chị, à, đó chính là listening, learning, learner, listener, đúng không ạ? Learner and become to leader. Đó chính là lắng nghe này, à, đúng không ạ? Sau đấy là học hỏi này, rồi sau đó bạn trở thành nhà lãnh đạo này. Đó, đúng không ạ? Đó. Cho nên là anh chị, chúng ta mà muốn trở lên thành công và giàu có, muốn trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, muốn là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong một doanh nghiệp, đúng không ạ? Trong một doanh nghiệp thì anh chị muốn đứng ở trong một cái tập đoàn lớn thì anh chị phải làm sao? Phải học hỏi, liên học hỏi, lãnh đạo và học hỏi không ngừng phát triển cùng với nhau, liên tục học hỏi. À, anh chị muốn nói được người khác, anh chị phải là người giỏi trước. Anh chị muốn giữ được người giỏi ở bên cạnh anh chị cũng phải là người giỏi trước. Đừng bao giờ có tư duy là tôi không cần giỏi, đi thuê người giỏi về làm cho mình. Bởi vì thông qua luật hấp dẫn,
Người giỏi không bao giờ làm việc với người không giỏi cả. Nếu như mà anh chị không giỏi, anh chị thuê người giỏi về, anh chị cũng không giữ chân được họ đâu. Không giữ chân được họ đâu thì khẳng định với anh chị như vậy. Bởi vì nó là luật hấp dẫn. Mây tầng nào hút mây tầng đấy. Bạn những cái gì giống nhau thì sẽ thu hút chính xác giống nhau. Đó, cho nên nếu như mà bạn không giỏi thì chắc chắn rằng bạn không hút được người giỏi đến với mình. Hoặc có thể bạn khát khao đó, bạn cực kỳ khát khao, vũ trụ vẫn mang đến cho bạn, nhưng bạn không giữ họ ở lại lâu với bạn được. Cho nên bạn muốn nói người khác làm trước, bạn phải là người làm trước. Bạn muốn người khác phải giỏi, bạn cũng phải là người giỏi trước. Bạn muốn giữ chân của người giỏi làm việc trong tập đoàn của bạn, bạn cũng phải là người giỏi trước. Cho nên chúng ta phải sao? Luôn luôn phát triển, luôn luôn học hỏi, không ngừng phát triển, không ngừng học hỏi. Chỉ có khi nào các bạn nói là tôi giàu như thế là đủ rồi, tôi không cần nữa, thì lúc đấy thì anh chị không học nữa. Nhưng thì tin chắc chắn rằng một điều, ngay từ khi thời điểm anh chị không học nữa, anh chị không phát triển nữa, thì tiền của anh chị nó sẽ bắt đầu chóp dần xuống anh chị. Đó, nó đi xuống ngay anh chị. Cho nên là chúng ta muốn tài sản của chúng ta gia tăng mỗi ngày thì trí tuệ của anh chị phải luôn luôn gia tăng mỗi ngày, cập nhật thông tin kinh tế kiến thức mỗi ngày, trí tuệ gia tăng mỗi ngày, được chưa ạ? Nếu như mà anh chị nào mà có cái mong muốn, cái khát khao muốn trí tuệ của mình gia tăng mỗi ngày thì Thủy welcome tất cả các anh chị tham gia vào nhóm đọc sách của Thủy. Nhóm đọc sách của Thủy thì không tuyên truyền buôn bán bất cứ sản phẩm nào, cũng không thuộc một cơ quan đoàn thể nào, cũng không tuyên truyền đạo giáo. Nhóm đọc sách là tất cả các anh chị em trên toàn thế giới: Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, rất là nhiều các quốc gia, Dubai nữa, ở trên thế giới này, Đức, Pháp, đúng không ạ? Rất là nhiều luôn. Chúng ta cùng chỉ có đến đây, cùng nhau phân tích sách, cùng nhau học tập và phát triển, cùng nhau tạo ra dòng tiền, cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ cho nhau những câu chuyện thành công, những câu chuyện ứng dụng đã thành công rồi. Và cứ người thành công này lại chia sẻ cho người đằng sau, và người đằng sau thành công rồi lại chia sẻ tiếp cho thế hệ sau nữa. Đó, thì anh chị nào mong muốn có một được một cái môi trường toàn những cái người mà thành công, những người là giàu có như vậy, thì làm sao? Hãy tham gia vào nhóm đọc sách của Thủy. Thủy sẽ hỗ trợ cho anh chị từng ngày một. Và Zoom 14 giờ chiều ngày nay, ngày hôm nay thì Thủy cũng có một chương trình, đó chính là 21 ngày ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút thịnh vượng và tài lộc. Thì hôm nay đã qua đến ngày thứ 6 rồi. Anh chị em nào muốn biến mình thành thỏi nam châm thu hút tiền và tài lộc, muốn biến mình thu hút những cái điều mà mình mong muốn, muốn biến mình thu hút những cái mục tiêu, đúng không ạ? Bạn 1 tháng, 6 tháng, 10 năm, 5 năm, 10 năm thì làm sao? Hãy inbox cho Thủy, hoặc Thủy có một cái đường link ở phía dưới, anh chị ấn vào đó, Thủy sẽ hỗ trợ và gửi link và hướng dẫn anh chị các quy trình để anh chị có thể tham gia vào lúc 14 giờ chiều nay nha anh chị nha. Vào lúc 14 giờ chiều nay, ứng dụng 21 ngày thôi, chỉ cần 21 ngày thôi. Anh chị học tập nghiêm túc, đúng chuẩn trình, theo sự hướng dẫn của Thủy, anh chị sẽ làm sao? Anh chị sẽ biến bị nhiễm từ anh chị, đó, và từ đấy nhá, anh chị sẽ biết cách ứng dụng, biết cách vận hành của luật hấp dẫn, anh chị biết thu hút chính xác số tiền mà anh chị mong muốn đến với mình, tuyệt vời chưa ạ? Đó, nhưng tất cả đều phải học. Nếu như anh chị em nào mà nhắn tin cho Thủy là nói một cái có tiền ngay thì Thủy khẳng định là không bao giờ có anh chị, mà chúng ta phải cần một cái quá trình rèn luyện, và chúng ta phải cần có một được một cái môi trường mà đã những người đã thành công rồi, ứng dụng thật, ra kết quả thật rồi, thì niềm tin của anh chị mới tăng cao. Bởi vì cơ chế hoạt động rất quan trọng của sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, đó chính là quy luật niềm tin. Anh chị tin nó là như nào, nó là như thế. Và nên là nếu như mà chúng ta không tin thì không bao giờ chúng ta đạt được luôn anh chị. Mà phải có niềm tin xác quyến, xác tín là điều đó. Mà niềm tin đến từ đâu ạ? Niềm tin thì phải đến từ sự hiểu biết, qua quá trình nạp và cộng với cả một môi trường đã có những cái người đã thành công rồi, kết quả thật rồi. Đó, thì Thủy xin mời tất cả các anh chị em nào chúng ta muốn biến mình thành người nhiễm từ, muốn đạt được những cái, thu hút được những cái điều mà mình mong muốn, thì làm sao? Chúng ta hãy tham gia vào Zoom 14 giờ chiều ngày hôm nay nha anh chị. Rồi, thì trên đây đó chính là tư duy triệu phú số 17 của ngày hôm nay, và Thủy cũng xin kết thúc cái quyển sách Bí mật tư duy triệu phú ngày hôm nay. Anh chị nào mà chúng ta mới quen biết Thủy, mới xem lại cái live stream này, thì chúng ta cứ trượt lên nha, là Thủy đều đăng các bài của mình ở đó chứ. Anh chị có thể ghi chép lại và ứng dụng trên chính cơ thể của mình để tạo ra dòng tiền của mình nha.
anh chị nào mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta sẽ inbox cho Thủy để Thủy hỗ trợ anh chị kịp thời. Trong một tháng thì chúng ta đều phải có cái mục tiêu tháng. Anh chị nào mà chưa biết làm mục tiêu tháng cũng inbox cho Thủy để Thủy hướng dẫn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi live stream của Thủy ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye bye. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nha. Hẹn gặp lại 14 giờ nha. Tuyệt vời quá. Xin chào tất cả các anh chị em.